Rồi. Hôm nay ngày 9 tháng 9, bonsai mini Thanh Ngân lại lên liếp, lên cái dòng cây sơn liễu lá rí Inno nha cô chú anh chị. Bên em có tên là Kim Phát Lộc nha. Cây rất là chuẩn về chi tay nha. Dòng cây này dòng cây siêu mini nha cô chú anh chị. Nay em lên một số cây để giao lưu với cô chú anh chị, giá cực kỳ rẻ nha. Rồi cô chú anh chị chơi và sở hữu những cái cây bonsai siêu mini này nha. Bonsai siêu mini Thanh Ngân. Số điện thoại để giao lưu là 0902 781 725. Số đó có giao lưu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này là cây số 1 nha. Em đo thông số của cây. Đây chiều cao. Chiều cao của cây là tầm khoảng cỡ 16. Tán ngang của cây là được 15. Là ngay tán lớn nhất nha cô chú anh chị. Rồi, chiều dài của cây là được 22 nha. Chi tay em cũng định hình hết rồi nha. Cây ôm cục đá thấm thủy và meo rất là đẹp nha. Phía sau là bộ rễ nôm hết. Cây nhỏ thôi nha. Em để cái tay về cô chú anh chị đã nhìn thấy nha. Chứ không phải mà lớn lắm đâu nha. Cây này là cây siêu mini. Dạng siêu mini nha. Thân nó thì lớn hơn đầu đũa ăn nha. Đây, em để cái ngón út em vô đây. Đó, cô chú anh chị hình dung cái thân nha, chứ em không có đo được. Rồi, cây số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 900k nha. Hôm nay là em bán giá cực kỳ mềm cho cô chú anh chị sở hữu để có những cái dòng cây siêu mini để bàn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902 781 725. Rồi, em qua cây số 1 nha cô chú anh chị, lên cây số 2. Đây, cây số 2, cực kỳ nhỏ xinh nha. Đây em chưa có bấm tỉa lại nha. Vẫn để những cái tàn tí này cho nó lên đây. Cô chú anh chị có sở hữu thì về bấm tỉa lại nha. Cây nó lên meo cỏ rêu rồi trong đây nha. Bộ đế rễ của cây thì thôi, miễn bàn luôn nha. Lắt léo rất là hay. Cây rễ nôm đẹp lắm. Đó, cây này cây số 2. Rồi, em đo thông số cây số 2. Chiều cao của cây là được 12. Tán ngang của cây là được 12. Tán dài của cây là được 10, 14 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 550k nha. 550k. Cây số 2. Cô chú anh chị liên hệ đến số điện thoại 0902 781 725. Chụp hình gửi lại, nếu cô chú anh chị có chốt cây á, chụp hình gửi qua giao lưu cho em thì em sẽ biết cây nào, tại vì bên này bên nhà vườn bên em là cái dòng cây Kim Phát Lộc này nó tương đương, có cây em vô cũng giống giống nhau nha, ly đồ này kia, những cái ly của Nhật rồi á cũng giống giống nha, nên là chụp hình gửi lại là em biết ngay là cây nào nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây số 2 lên cây số 3. Đây, cây số 3 nằm trong cái rễ hộp sồi. Để trải dài đi. Thân cây cô chú anh chị nha. Chắc có lẽ máy quay của em nó không có được rõ lắm, chứ thân nó già lắm nha, lên u cục hết luôn đó. Cây kim phát lộc này được có cái là lúc nào là lộc cũng vươn lên nha. Lộc vươn lên cao hết. Không có cái lộc nào mà la mà để rủ xuống nha. Là điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là lộc nó lên là có cái mầm đỏ nha. Cái cọng lộc mầm rất là đỏ nha. Dòng cây để chơi siêu mini nha cô chú anh chị. Nếu mà đúng cái dòng này là sơn liễu lá rí, dòng của Inno nha cô chú anh chị. Chứ không phải Việt Nam mình nha. Việt Nam mình chỉ có hai ba loại ở Bình Thuận thôi. Mà lá rất là to, mà tàn thì tàn rũ không.
Rồi em đo thông số của cây số 3 nha cô chú anh chị. Đây, chiều cao của cây là được 18. Tán ngang của cây là được 13. Tán dài của cây là được 26. Cây đã chuẩn hết nha cô chú anh chị, chỉ còn có cắt tỉa chơi thôi nha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,2 triệu nha. Hôm nay là em sale cái giá cực kỳ mềm luôn đó, có 1,2 triệu thôi mà có một cái cây như thế này mà để bàn chơi thì cực kỳ vip nha. Và cây này cũng độc lạ, có một điều là em thấy dường như là chắc có lẽ là bên em mới làm chi tay như thế này nha, siêu mini, nhỏ gọn, rất là đẹp, bưng bê nhẹ nhàng nha cô chú anh chị. À, cây như thế này đây nè. Đó, em nghiêng cái cây lên cô chú anh chị thấy tay chi nó dưới không, rất là đẹp nha. Đó, chỉ có 1,2 triệu thôi nha cô chú anh chị, sở hữu cái cây này. Rồi em xuống cây số 3 lên cây số 4 nha. Tiếp tục là cây số 4. Cây số 4 này nằm trong một cái bình nha. Cái bình này em cắt đi cái miệng, cắt đi miệng bình để em vô cái cây làm thấy thác độ. Gù hết nha, rễ tuy rằng nó chưa bung ra nhưng mà trên tay gù hết nha. Tai chi em cũng đã định hình một số rồi nha cô chú anh chị. Cây này chỉ còn có vài bấm tỉa chơi thôi nha. Cái bình thì cũng đã bị nứt tí nha, em báo với cô chú anh chị về luôn nha. Thế không thôi cô chú anh chị có chốt cây rồi ngỡ ngàng là ôi chết cái bình bị nứt hay thế này thế kia thì nhà vườn không thông báo trước. Cái bình cũng hơi răng nứt tí xíu. Rồi, cây số 4 em đo thông số của cây số 4 nha. Chiều cao của cây là được 12 nha cô chú anh chị. Tán ngang của cây là được 9. Tàn rớt đổ của cây là được 12. À, cây như thế này. Những cái kẽm mà em còn tạo tác vẫn còn đây nha cô chú anh chị. Tại em chưa đúng ra là tháo rồi nhưng mà em bên đây em không có cái thời gian để tháo, em cũng còn làm những cây khác hay là công việc nữa. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 700k nha. Giá 700k. Có 700k sở hữu một cây nằm trong cái bình như thế này nha. Cô chú anh chị nào ưng ý là liên hệ đến số điện thoại 0902 781 725 nha. Rồi, hôm qua cây số 4 em lên cây số 5 nha cô chú anh chị. Cây số 5. Cây số 5 nhỏ xinh. Một trực và ra một tàn lá nha. Tàn lá này không phải là tàn rớt nha của chú anh chị. Lá như bay nha, chứ không phải rớt nha. Đó. Chi tay thì đã đầy đủ hết rồi. Cây nhìn rất là nó biểu hiện cho cái cây già nua nha. Chi tay đầy đủ nha của chú anh chị. Giờ em đo thông số của cây số 5. À, chiều cao của cây số 5 là 15 nha. Tán ngang là được 9. Tán dài của cây là được 14. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị hôm nay là chỉ giá có 500k thôi nha. Chỉ có 500k thôi. Sở hữu một cây như thế này. Cây như thế này em tạo tác cây này cũng được 3 năm nha. Em nuôi khoảng 3 năm, em mới sửa khoảng 1 năm nay mới được như thế này nha. Sửa cả năm nay, cả 1 năm trời nó mới được như thế này. Cây nhỏ xinh thôi nha. Cô chú anh chị cứ hình dung nha, chứ đừng có nghĩ là cây này nó lớn nha. Rất là nhỏ, nhỏ xinh thôi. Và cái thông số em đã đo, cô chú anh chị đã thấy. Rồi, em xuống cây số 5, lên cây số 6 nha. Đây.
thì số 6 em làm một tầng rớt hẳn luôn nha cô chú anh chị, thác đổ luôn nha, tàn chạy xuống qua khỏi đít bình luôn nha, đít cái chậu luôn nha. Cây số 6 nha cô chú anh chị, em đo thông số của cây luôn nha, chiều cao của cây là được 10, tàn rớt của cây là được 20, tán ngang của cây là được có 6 thôi nha, tán ngang của cây là được có 6. Cây này về cô chú anh chị nuôi thêm nha, nuôi thêm là tán nó sẽ dày hơn nữa nha, nó đẹp hơn nhiều nữa nha. Cây nó như thế này đây, cầm một cây vậy đó. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị cũng giá 500k nha, cũng giá 500k. Rồi em xuống cây số 6 lên cây số 7 nha cô chú anh chị. Đây, cây số 7 mèo, mèo riêu nó lên được như thế đó cô chú anh chị, xanh ôm hết nha. Cây hơi nhỏ thôi đây, để em để cái bàn tay này, nhỏ nhưng cực kỳ xinh, gọi là siêu mini luôn, nằm trong cái chung trà đó. Chú anh chị hình dung rất là đẹp, mình đi đâu mình bê theo cũng được nha cô chú anh chị, nhất là làm việc ở văn phòng rồi này kia đó, sáng mơ mình đến công ty hay gì đó mình tưới tắm cái cây, cái mình vô mình để trên cái bàn làm việc của mình đó cho nó thư giãn cái áp lực của mình đi nha. Có những cái cây như vậy rất là tuyệt vời nha. Rồi em đo thông số của cây nha cô chú anh chị, chiều cao của cây là được 9, tán ngang của cây là được 7, tán dài của cây là được 14 nha cô chú anh chị. À, cây như thế này đây. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị cũng giá 500k nha. Cây này cũng là cây cuối clip nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ưng ý cây nào thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha. Nhà vườn của em là ở địa chỉ là 1047/3C, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nằm trên đường 03 của phường An Phú Đông nha cô chú anh chị. Search trên Google thì sẽ ra cái địa chỉ của em và sẽ hướng dẫn đường đi đến nhà vườn của em nha. Cây này cũng là cây cuối clip và chúc cô chú anh chị có một ngày vui vẻ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip ngày hôm nay.